Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay mình cho các mẫu xe đua Sava High Speed, một mẫu xe full carbon cao cấp của dòng Sava thương hiệu Đức, được trang bị full bộ chuyển động Shimano 105, bánh 700c nước sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng Sava. Toàn bộ phần khung như có thấy trên hình là được làm từ carbon, xe trọng lượng siêu nhẹ, sơn nguyên bản. Tổng thể chiếc xe thì còn rất là mới, nước sơn xanh, xanh da trời rất là nhập. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì cũng như là không có một vết xước nhỏ nào đáng kể. Cái độ mới của nó chủ cũ đi rất là giữ gìn nên là cái độ mới rất là cao. Với cái phần càng này là xuất hiện những cái vết xước là có xe bãi, có thể là tránh khỏi. Sava High Speed, mẫu xe cao cấp của dòng Sava, công nghệ thiết kế design của Sava, trang bị full một bộ chuyển động của Shimano 105, phanh ba mảnh bằng nhôm cao bản, đi vòng cuối đổ. Đây là nguyên bản của Sava, tay lắc 105, bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Một chiếc xe là size cho các bác đi từ khoảng 64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Full đồ 105 với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa. Và chiếc xe có 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe các bác thấy trên hình này rất là mượt mà. Và chiếc xe đang bán bên em với mức giá thì có là 17.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác để hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác cũng như lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.